Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ triển khai thực hiện một số luật nghị quyết của Quốc hội. Sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, huyện Khoái Châu giải phóng mặt bằng trên 70 ha. Những bức tường sống ngăn chặn thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho khu đô thị Ocean Park 3 trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 28 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến xem xét thông qua đối với hơn 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật, ban hành hơn 380 nghị định. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành gần 90 quyết định quy phạm pháp luật. Tại các kỳ họp, Quốc hội khóa 15 đã thông qua trên 60 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều luật, nghị quyết quan trọng như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật các tổ chức tín dụng, luật đường bộ, các nghị quyết thí điểm, một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương trong cả nước sớm hoàn thiện các kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Tập trung thực hiện 5 đẩy mạnh, gồm đẩy mạnh đảm bảo tiến độ đề ra, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện trong quá trình xây dựng pháp luật, đẩy mạnh rà soát hệ thống quy phạm pháp luật, đẩy mạnh cơ chế phân cấp, phân quyền hợp lý, phù hợp, khả thi, có hiệu quả trong các cơ quan, trong hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân biết, dân hiểu, dân làm và dân hưởng ứng. Các địa phương rà soát những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, tổng hợp gửi về Chính phủ để nghiên cứu, đề xuất Quốc hội ban hành quy định phù hợp với thực tiễn. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 7 tháng đầu năm ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao nhất tại tỉnh Hưng Yên ghi nhận kể từ năm 2011 đến nay. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,54%, sản xuất và phân phối điện tăng 12,27%. Đóng góp vào chỉ số sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh, chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, các sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, sản xuất xe, động cơ. Tuy nhiên, một số ngành giảm hoặc tăng thấp như sản xuất da, sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống. Kết quả sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 7 tháng đầu năm tiếp tục thể hiện đà tăng trưởng tích cực sau thời gian dài ảnh hưởng của bối cảnh khó khăn thế giới khi đơn hàng giảm, sức cung cầu của thị trường yếu, cho thấy sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của các cấp chính quyền, các ngành chức năng và sự nỗ lực, năng động, nhạy bén để thích ứng trước khó khăn của các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Tăng trưởng xanh là một chiến lược phát triển bền vững nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng trưởng xanh nhấn mạnh việc sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm và hiệu quả, giảm ô nhiễm và thúc đẩy các công nghệ và thực hành thân thiện với môi trường. Mục tiêu trọng tâm của tăng trưởng xanh là hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn môi trường, tạo ra sự cân bằng có lợi ích cho cả nền kinh tế và hành tinh. Đây cũng là cái xu hướng rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta, đó là xanh hóa và số hóa. Các doanh nghiệp cũng đang dần xây dựng nhận thức và có những bước đi cụ thể để hướng tới xu hướng này. Dù là manh nha, nhưng dám bước những bước đi đầu tiên là điều rất quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề nhức nhối hiện nay. Mô hình sản xuất xanh và bền vững thì đầu tiên là chúng tôi sẽ có những cái buổi để đánh giá xem là hiện trạng của mình đang ở mức nào, định hướng là sẽ phát triển đến tầm kiểm soát nào của yêu cầu. Chúng tôi cũng có những chương trình kiểm soát cái phần phát thải của mình
như chương trình chúng tôi đang áp dụng là với cái hệ thống quản lý năng lượng chúng tôi sẽ đưa vào để kiểm soát về cái mức tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi đang có những cái dự án để sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo được. Để mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh thành hiện thực thì cần rất nhiều sự nỗ lực của cả cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Khoai Châu đang triển khai giải phóng mặt bằng 33 dự án với tổng diện tích trên 135 ha. Đến nay, huyện đã hoàn thành khoảng 70 ha, đạt tiến độ trên 50% diện tích. Trong đó có nhiều dự án nằm trong nhóm dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện như khu công nghiệp số 3, cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, các tuyến đường bên, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường 379 mở rộng, các dự án đường huyện, các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Trong đó, khu công nghiệp số 3 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, huyện đã giải phóng mặt bằng được 30 trên 31 hectare, đạt 97%. Đối với 17 dự án khu đấu giá cho nhân dân làm nhà ở, đã giải phóng mặt bằng được 8 trên 44 hectare, đạt 17%. 16 dự án đầu tư công có sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng được 31 trên 59 hectare, đạt 53%. Thời gian tới, huyện Khoái Châu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận và chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của nhà nước, trực tiếp gặp gỡ người dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Mưa lớn những ngày qua đã khiến hơn 300 ha nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ngập. Đáng chú ý, một số diện tích nhãn vùng trũng ở xã Hồng Nam còn bị úng cục bộ tới 2-3 ngày sau mới được tiêu thoát hoàn toàn. Ngay sau khi nước rút, các hộ gia đình, hợp tác xã thực hiện dọn vườn, xử lý triệt để tình trạng đọng nước để giảm thiểu thiệt hại của mưa úng đến các diện tích nhãn quả. Hiện nay, các diện tích nhãn chính vụ ở thành phố Hưng Yên bắt đầu cho thu hoạch. Riêng trà nhãn muộn vẫn đang phát triển quả, khoảng 3 tuần nữa sẽ chín. Mưa lớn kéo dài, làm đất trôi màu, ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của quả nhãn. Với các cây nhãn bị bón nặng đạm, có thể dẫn đến hiện tượng nứt, hỏng quả. Tuy vậy, trên 90% diện tích nhãn ở xã Hồng Nam được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Gáp. Bà con sử dụng phân hữu cơ vi sinh hoặc tự làm phân hữu cơ từ ngô, đỗ, đạm cá để chăm bón nên cây khỏe, sức chống chịu tốt, hầu như không có hiện tượng rụng nứt quả. Tuy bị ngập như thế nhưng mà nó không bị thối nứt. Cái chất lượng nhãn vẫn giữ được tốt. Bây giờ chúng tôi là tiếp tục vệ sinh những nơi ngập úng hôm nọ. Cỏ rác nhiều, chúng tôi bây giờ đang tập trung nhặt nhạnh và khơi thông dòng chảy để lần sau mà có bị mưa bão nữa thì nó thoát nhanh. Các diện tích nhãn chín, bà con thu hoạch đến đâu đều được thương lái và khách hàng quen đặt mua hết đến đó. Do năm nay nhiều địa phương mất mùa, nhãn rất khan hiếm. Hiện nhãn Hương Chi giá từ 30 đến 45.000 đồng 1 kg, riêng nhãn đường phèn cổ có giá lên tới 100.000 đồng 1 kg. 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động nổi bật, đặc biệt là hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã làm tốt vai trò đồng hành với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 25.000 lượt hội viên, cung ứng hơn 1.000 tấn phân bón trả chậm, tín chấp từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hơn 103 tỷ đồng từ các tổ chức ngân hàng, hơn 4.700 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thu hút hơn 100.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2024. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn hội viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tổ chức tốt hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi những người thực hiện phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng và bằng trách nhiệm, nhiệt huyết. Họ chính là những bức tường lửa sống để ngăn chặn các thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên không gian mạng.
Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu các thế lực thù địch muốn chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên không gian mạng như thế nào. Chúng muốn xóa bỏ nền tảng tư tưởng, chính là muốn phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cũng như phủ định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà đất nước ta đang thực hiện, cũng như đã đạt được những kết quả quan trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng những người bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải hiểu rõ bản chất của vấn đề này và kẻ địch ở đây là ai, cũng như phương thức mà chúng muốn chống phá là gì. Trong cương lĩnh đã khẳng định là Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Thế cho nên khi nói đến khái niệm nền tảng tư tưởng của Đảng, tức là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kẻ thù không chỉ công phá vào những hiện tượng đơn lẻ mà chúng quy thành bản chất, mà sâu xa hơn là công phá vào nền tảng tư tưởng của chúng ta, tức là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Và chúng nhặt tất cả những sự suy bại của một số cán bộ, đảng viên chúng ta, thậm chí giữ trọng sự quốc gia, để quy thành bản chất của thể chế, quy bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên cuộc đấu tranh của chúng ta không chỉ được quy mô đâu, không chỉ bề nổi đâu, mà âm thầm từ nền tảng tư tưởng. Trong năm 2023, có đối tượng Phạm Văn Trờ ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, chuyên sản xuất, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trờ thường sử dụng tài khoản Facebook Trờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân phát livestream, đăng tải, chia sẻ nhiều video clip bôi nhọ Đảng, Nhà nước và xúc phạm lãnh tụ, hoặc tài khoản Facebook Đặng Bao Công được xác định chủ tài khoản ở nước ngoài nhưng thường xuyên phát tán các clip, hình ảnh trên mạng xã hội xuyên tạc về chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các khu công nghiệp tại khu vực thị xã Mỹ Hào. Thì chúng tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết để phản bác các quan điểm sai trái đó, đồng thời tiến hành xác minh, xử lý và vô hiệu hóa tài khoản Facebook nêu trên. Ông Bình là đại tá quân đội nghỉ hưu tại quê nhà xã Trung Hòa. Năm 2020, ông được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ tin tưởng giao cho làm báo cáo viên huyện Yên Mỹ. Ông đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để trang bị thêm những kiến thức từ sách báo, thực tiễn để tuyên truyền tại các hội nghị mà ông được Đảng ủy phân công. Đặc biệt là việc giải thích những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cơ chế liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của địa phương. Mình phải nắm chắc cái sự thật để mà mình tuyên truyền. Chứ nếu bây giờ mình không nắm chắc ấy, thì chắc chắn rằng là mình cũng lại tuyên truyền nó lại không có cơ sở lý luận và thực tiễn. Phương pháp tuyên truyền ấy là chúng ta cũng phải phù hợp. Đối với những cán bộ, đảng viên thì có lập trường quan điểm vững vàng và được thử thách thì chúng ta kêu gọi để các đồng chí đó cùng suy nghĩ, cùng đặt ra những vấn đề tích cực. Thế còn đối với nhân dân ấy, thì chúng ta phải dùng những cái hình ảnh, những cái luận điểm gần gũi, cụ thể để giải thích, để phân tích, để cho nhân dân hiểu. Những bức tường sống ngay tại cơ sở để ngăn chặn các thông tin xấu độc trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là không gian mạng hiện nay, là rất quan trọng trong bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là các chính sách đúng đắn của nhà nước. Các bức tường sống ở đây còn là những tấm gương điển hình tiên tiến, việc nêu gương của cán bộ đảng viên trong thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo để đề ra và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, cũng như của địa phương hay thậm chí ngay tại khu dân cư mình đang sống. Phải lan rộng những cái tấm gương con người điển hình. Và khi mà đã lãnh đạo là những con người được chúng ta lựa chọn và có những cái tấm sự điển hình và những tấm gương như vậy, họ là người tiên phong. Mà họ lại còn là những cái tấm gương điển hình để chúng ta có thể tập trung vào để mà truyền tải. Thì đấy là những cái tấm gương, đấy là những con người để người dân nhìn vào đó, để thấy được cái mặt tích cực tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta. Và từ đó họ sẽ tin tưởng, họ sẽ tin yêu và thậm chí họ sẽ còn phổ biến, lan rộng, chia sẻ hơn nữa. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ ở thôn Nghĩa Trai,
xã Tân Quang để giải phóng mặt bằng cho khu đô thị Đại An, tức khu đô thị Ocean Park 3. Dự án khu đô thị Ocean Park 3 trên địa bàn huyện Văn Lâm có diện tích đất cần thu hồi trên 130 ha liên quan đến trên 1.000 hộ. Đến nay đã có gần 1.000 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, còn 52 hộ ở thôn Nghĩa Trai có đất nông nghiệp chưa đồng thuận, dù đã được tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục nhiều lần và cả cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Vì vậy, huyện Văn Lâm ra quyết định cưỡng chế đối với 52 hộ này. Huyện thành lập 3 tổ cưỡng chế, huy động nhiều lực lượng và hàng chục phương tiện cơ giới để tiến hành. Ngay trước thời điểm cưỡng chế, các tổ tuyên truyền tiếp tục đến từng hộ để tuyên truyền vận động lần cuối. Tuy nhiên, chỉ có thêm 2 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Vì vậy, các lực lượng tiến hành cưỡng chế đối với 50 hộ còn lại. Đến cuối buổi chiều, việc cưỡng chế cơ bản hoàn thành đúng quy trình quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia. Việc cưỡng chế thành công tại thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang vừa đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị và cũng tăng cường sự đồng thuận, ý thức chấp hành pháp luật trong việc thu hồi đất phục vụ các dự án khác. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý đô thị với tổng số tiền phạt gần 160 triệu đồng. Trong thời gian này, thành phố đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở trên 1.100 trường hợp buôn bán hàng rong dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định, tháo dỡ trên 850 băng rôn khẩu hiệu hết hạn cũ nát và dỡ 17 cầu dắt xe lên xuống vỉa hè, tháo dỡ 25 lều lán, mái che mái vẩy, cắt 29 biển chôn cố định, không có giấy phép, hết phép tại một số địa phương như phường Liên Lợi, Quang Trung, Hiến Nam, An Tảo, xã Liên Phương, xử lý 18 trường hợp xây dựng không phép, 5 trường hợp sai nội dung giấy phép xây dựng, 3 trường hợp lấn chiếm đất. Công tác quản lý đô thị tuần tra đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ, vi phạm về trật tự đô thị tiếp tục được tăng cường. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Phù Cừ đã xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập vào các di tích, cơ sở thờ tự, lấy trộm tài sản, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là di tích lịch sử quốc gia Đình Long Cầu, xã Đoàn Đào. Chỉ trong tháng 4 vừa qua, khu di tích này đã 2 lần bị kẻ gian đột nhập bẻ đi 8 khóa ở cổng và cửa chính. Lần đầu kẻ gian đột nhập do không phá được hòm công đức nên chỉ lấy đi 1 bình ga. Khoảng 20 ngày sau, kẻ gian có sự chuẩn bị nên đã cậy được hòm công đức. Tôi đoán là cái bọn này là nó có hướng là lấy đồ. Thì nó mở hết cả 3 cánh cửa ra là chuẩn bị cho ô tô vào. Nhưng mà xét thấy đồ nó lặng quá không lấy được. Thế lần thứ hai là nó chuẩn bị tinh thần là nó có hướng là nó vào nó cậy két, thì trong két thì nó không có bao nhiêu cả, nó chỉ có vài cái trăm từ đầu Tết đến giờ thôi. Sau khi xảy ra thì cũng dư luận nhân dân thì cũng có những cái hoang mang về cái việc trông coi bảo quản các cái tài sản trong di tích. Thì sau cái vụ, hai cái vụ xảy ra thì chúng tôi tăng cường công tác an ninh, đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức lắp camera an ninh. Cũng là di tích lịch sử cấp quốc gia, thế nhưng những năm trước đó, đình Nghĩa Vũ, xã Minh Tân đã 3 lần bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm đi một số cổ vật có giá trị. Lần thứ nhất là nó vào lấy bộ đỉnh với lại 2 cây đèn đồng. Lần thứ hai nó vào lấy 8 mắt tiên, lần thứ ba lấy bộ đỉnh với lại 1 cái lọ lục bình nữa. Lục bình đời xưa đấy, tôi về nhà tôi ngủ cơ mà, tôi có ngủ đây đâu. Còn đây là hệ thống mắt camera an ninh đã được chính quyền địa phương xã Nhật Quang lắp đặt tại di tích cấp tỉnh Đền Cảm Nhân Linh Tử vào năm 2023 sau khi xảy ra một số vụ mất trộm tại khu vực này. Tuy nhiên, hệ thống cửa chính tại đền vẫn trong tình trạng cũ, mối mọt mà chưa được tu sửa cải tạo, gây khó khăn rất lớn trong công tác bảo vệ cổ vật. Đối với lại đền ở đây thì nó là lâu năm rồi. Toàn bộ về cái hệ thống cửa thì đã xuống cấp. Và cũng đã được con dân cháu nàng đã như vậy là có cái hiến tu sửa những năm trước. Đến nay thực ra là qua kiểm tra là nó cũng đã có cái mối mọt, nó không đảm bảo. Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phù Cừ, toàn huyện có 108 di tích cơ sở thờ tự, trong đó có 30 di tích được xếp hạng. Thế nhưng mới chỉ có 29 di tích cơ sở thờ tự được lắp đặt camera an ninh. 5 di tích cơ sở thờ tự có quy chế chi trả thù lao cho những người trông nom thường xuyên. Thực trạng này cho thấy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại các khu di tích, điểm thờ tự trên địa bàn huyện Phù Cừ còn bộc lộ không ít khó khăn, bất cập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.